Cuốn sách mang tên Vàng Anh và Phượng Hoàng đã hoàn tất khâu bản thảo và sẽ ra mắt vào tháng 11. Kể về 10 năm sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh sau biến cố lộ clip nóng năm 2007. Sự kiện giới thiệu cuốn sách Vàng Anh và Phượng Hoàng và chiến dịch cùng tên để kỷ niệm 10 năm sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 10 tại một khách sạn ở đường Đồng Khởi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo công ty WePro, chiến dịch Vàng Anh và Phượng Hoàng là chuỗi 10 dự án của Hoàng Thùy Linh sẽ bắt đầu từ cuối năm 2017 và trải dài trong cả năm 2018. Dự án đầu tiên được tiết lộ là cuốn tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng do nhà báo Trần Minh chấp bút. 9 dự án còn lại đang được giữ bí mật. Vào sáng ngày 3 tháng 10, nữ ca sĩ xuất hiện tại cuộc họp báo cùng ông bầu Quang Huy và nhà báo Trần Minh, người đã làm việc với cô trong hơn 4 tháng để hoàn tất cuốn sách này. Hoàng Thùy Linh chủ động nhắc đến scandal lộ clip nóng 16 phút hồi tháng 10 năm 2007, sự kiện cô gọi là biến cố thay đổi cuộc đời tôi, và cũng là nguồn cảm hứng lớn cho cuốn sách. Trước báo giới, nữ ca sĩ chia sẻ, khi nhắc đến cái tên Vàng Anh, tôi chợt nhận ra 10 năm rồi. Cái cô Hoàng Thùy Linh này mải mê lấy lại danh dự, tự trọng cho chính bản thân mình, cho cái tên Hoàng Thùy Linh mà quên đi cái tên Vàng Anh. Cô ta quên rằng cái tên Vàng Anh là một thời thanh xuân vô cùng rực rỡ của bản thân mình và với nhiều người trẻ ở thời điểm đó. Tôi nợ cái tên Vàng Anh một lời xin lỗi chân thành. Sau 10 năm, tôi đã đủ dũng khí để đối diện. Hôm nay Hoàng Thùy Linh của hiện tại chính thức đối diện với Hoàng Thùy Linh cách đây 10 năm. Cái ngày bộ phim Nhật ký Vàng Anh ngừng chiếu là từ 10 năm trước. Nhưng với vai diễn đó, 10 năm qua tôi vẫn diễn. Tôi không cho phép bộ phim đó kết thúc với kết cục như vậy. Nếu cuộc đời chúng ta, những năm đầu đời rất hồng, đẹp như hình ảnh nhân vật Vàng Anh thì đó đâu phải là cuộc đời. Sau đó tôi vẫn phải sống tiếp. Ngày hôm nay là một ngày chắc chắn phải diễn ra. Tôi cần một lần đối mặt với tên nhân vật Vàng Anh để xin lỗi và trả lại cho cô ấy một tuổi thanh xuân rực rỡ. Với những gì tôi đã có, tôi đủ tự tin để gặp lại cô ấy ngày hôm nay và nói lời tạm biệt. Vì từ đây tôi sẽ là một Hoàng Thùy Linh chiến đấu hết mình, sẽ không còn một rào cản nào trong tâm trí tôi nữa. Trong cuộc họp báo, Hoàng Thùy Linh nhận được sự dẫn dắt và hậu thuẫn từ nhà sản xuất Quang Huy, người đã đồng hành với cô lâu nay trong sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh. Quang Huy đóng vai trò MC sự kiện, nhưng cũng thể hiện sự ảnh hưởng lớn đối với chiến dịch Vàng Anh và Phượng Hoàng này. Ông chủ của WePro chính là người lên ý tưởng kết nối nữ ca sĩ với nhà báo Trần Minh để thực hiện cuốn tự truyện chấp bút về cuộc đời nữ ca sĩ này. Quang Huy bắt đầu làm việc với Hoàng Thùy Linh từ năm 2013 trong một show ca nhạc. Đến năm 2015, anh mời cô đóng vai chính trong phim Thần Tượng do chính anh đạo diễn. Quang Huy cho biết, tôi là bầu show nên trước những rủi ro mà Linh có thể mang lại thì tôi cũng thấy ớn. Tôi cũng sẽ tự hỏi, không biết làm việc với cô này sẽ ra sao. Các vấn đề về hình ảnh của Linh thì tôi biết trước rồi, không sợ. Nhưng tôi không rõ tính cách cô ấy thể hiện như thế nào, nhất là khi cô ấy lại là gái đẹp. Không biết có đồng đảnh hay không, nhưng khi làm việc, cô ấy đã khiến tôi hết sức ngạc nhiên vì sự nghiêm túc trong công việc. Sự nghiêm túc đó không tự nhiên mà có dù ở trên sân khấu lớn. Điều đó là bắt buộc, nhưng tôi hiểu rằng sự nghiêm túc của Linh là do kỹ thuật và được rèn luyện trong thời gian dài, nhà sản xuất âm nhạc nhận định. Đầu tư $1 triệu cho chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm sự nghiệp, WePro cũng đưa ra con số kinh phí $1 triệu đầu tư riêng cho Hoàng Thùy Linh trong năm 2017 và 2018 để hoàn tất chiến dịch Vàng Anh và Phượng Hoàng. Trong đó, cuốn sách Vàng Anh và Phượng Hoàng dày 350 trang dự kiến phát hành vào tháng 11 năm 2017. Mặc dù vậy, sáng 3 tháng 10, nữ ca sĩ và công ty quản lý đều không cung cấp thêm những thông tin về dự án khác. Theo dự báo, đó sẽ là các ca khúc, MV, chương trình biểu diễn, thậm chí phim ảnh, đúng như sở trường của Hoàng Thùy Linh. Dù sự cố lộ clip với bạn trai Hoàng Thùy Linh đã xảy ra từ 10 năm trước, nhưng mãi đến thời điểm này, người ta vẫn nhắc nó đến như một sự kiện chấn động của giới showbiz Việt. Sở dĩ có điều này bởi vào năm 2007, Hoàng Thùy Linh với vai diễn Vàng Anh trong Nhật ký Vàng Anh đã trở thành hình mẫu cho giới trẻ. Từ phim so sánh đến đời thực, nhiều người đã không thể chấp nhận nổi cái tên Hoàng Thùy Linh khi biết tới scandal này. Cũng chính vì sự cố đáng tiếc, Nhật ký Vàng Anh đã dừng phát sóng. Bộ phim không có đoạn kết này gây tiếc nuối mãi cho đến năm sau này.
Nhìn lại hình ảnh đẹp đẽ năm xưa của Hoàng Thùy Linh và Vàng Anh, tin chắc rằng khán giả cũng sẽ có cảm giác này. Nhật ký Vàng Anh do Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam sản xuất, kịch bản được Việt hóa từ chương trình Nhật ký Sofia của Bồ Đào Nha. Bộ phim dài tập này đã ngừng phát sóng từ ngày 14 tháng 10 năm 2007 sau khi vụ scandal của diễn viên chính Hoàng Thùy Linh nổ ra. Phim kể về cuộc sống thường ngày của các cô cậu học trò mà nhân vật chính là Vàng Anh ở độ tuổi mới lớn. Vàng Anh cũng như bạn bè cùng trang lứa bắt đầu làm quen với những mối quan hệ trong xã hội. Những tâm sự, suy nghĩ của mình, Vàng Anh đều viết vào cuốn nhật ký và coi đó như là một người bạn tri kỷ. Kết thúc mỗi tập nhật ký Vàng Anh là một câu hỏi tình huống. Tôi nên làm thế này hay thế khác với hai sự lựa chọn. Khán giả sẽ là người quyết định giải pháp cho vấn đề bằng cách gửi tin nhắn từ điện thoại di động đến tổng đài của chương trình. Tập phim tiếp theo sẽ đi theo hướng của giải pháp được nhiều khán giả bình chọn nhất. Hoàng Thùy Linh là nữ chính của phần 2, cô gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp trong trẻo, năng động cũng như không kém phần thu hút. Thông qua vai diễn của Hoàng Thùy Linh, Vàng Anh trở nên có sức sống vượt bậc, nhưng sự cố đáng tiếc xảy ra làm cái tên Vàng Anh bị hoen ố trong mắt nhiều người. Ngày 14 tháng 10 năm 2017, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức tuyên bố sẽ ngừng phát sóng loạt phim Nhật ký Vàng Anh, mặc dù đã ghi hình để phát trong 7 tuần tiếp theo. Tối ngày 15 tháng 10, kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam cho phát sóng một chương trình được coi là để chia tay Vàng Anh. Trong chương trình, Hoàng Thùy Linh đã nói, em cũng chỉ muốn có một đêm ngon giấc thôi, được cười trong bữa ăn với bố mẹ. Một cách vô tư như ngày xưa, em không có tội.